sáng có là vĩnh cửu. Giả sử dùng khẩu súng laser mạnh nhất hành tinh và bắn vào vũ trụ, nếu không gặp bất kỳ vật cản nào, thì liệu luồng ánh sáng đó có bay đi mãi mãi và tồn tại vĩnh hằng cùng thời gian? Câu trả lời tưởng chừng đơn giản, nhưng thực sự lại gây rất nhiều khó khăn cho các nhà khoa học. Bằng những thử nghiệm thực tế, họ đưa ra nhiều giả thuyết về cuộc đời của hạt photon. Giả thuyết nổi bật nhất, vũ trụ ánh sáng rã rời. Hạt photon bay trong vũ trụ, mất dần năng lượng của mình theo thời gian, giống như hiện tượng chuyển đỏ khi quan sát ánh sáng phát ra từ những ngôi sao đầu tiên trong vũ trụ. Mới phát ra thì có màu tím tím, nhưng càng bay xa càng chuyển sang màu đỏ. Đến một lúc nào đó, hạt photon này sẽ mất hết năng lượng và trở nên vô hình. Cuối cùng photon sẽ bị phân hủy thành các hạt nhỏ hơn. Nghe thì hợp lý, nhưng rất tiếc giả thuyết này đã sai mất rồi. Ánh sáng có là vĩnh cửu. Nếu hạt photon ánh sáng bay trong không gian không bị mất dần năng lượng thì không bị phân hủy. Cứ tưởng bay lâu sẽ mệt mỏi, nhưng điều đó lại không đúng. Năng lượng của ánh sáng được thể hiện qua bước sóng và vận tốc. Bước sóng càng gần hồng ngoại, có nghĩa là năng lượng thấp, càng hướng về cực tím thì năng lượng càng cao. Nếu cho rằng chúng bị thất thoát năng lượng vào môi trường trong quá trình bay, thì mỗi lần chuyển qua một môi trường khác, năng lượng của chúng sẽ giảm dần, vận tốc cũng giảm. Nhưng thực nghiệm cho thấy, khi bắn một luồng ánh sáng từ chân không vào trong lăng kính, rồi lại trở ngược ra môi trường chân không, rồi bắn xuyên qua một số môi trường truyền ánh sáng khác nữa. Đến sau cùng, khi ánh sáng trở lại môi trường chân không, bước sóng và vận tốc của nó vẫn giữ nguyên như ban đầu. Thật kỳ lạ. Vậy tại sao ánh sáng từ các ngôi sao phương xa lại chuyển dần sang đỏ, và bầu trời này không tràn ngập các vì sao? Sự thật là bước sóng và vận tốc của hạt photon ánh sáng không thay đổi trong vũ trụ, không bị mất đi theo thời gian. Phải chăng điều thay đổi ở đây là không gian đang giãn nở, làm thay đổi màu sắc của ánh sáng? Khi quan sát ánh sáng phát ra từ các nguồn ở khoảng cách khác nhau, các nhà khoa học không tìm thấy bất kỳ yếu tố nào làm ảnh hưởng đến bước sóng ánh sáng và gây ra hiện tượng chuyển đỏ, mà thay vào đó ở mọi khoảng cách, ở mọi ngôi sao, tất cả các nguồn sáng được quan sát đều chuyển sang màu đỏ theo cùng một hệ số duy nhất. Và thêm nữa, nếu ánh sáng bị mất dần, yếu dần, thì có nghĩa là những ngôi sao phương xa sẽ bị mờ hơn và tối hơn so với những ngôi sao gần hơn. Tuy nhiên, thực tế quan sát vũ trụ cho thấy, dù xa hay gần, thì độ sáng của chúng vẫn là như nhau và vẫn rõ nét như nhau. Vậy rốt cuộc ánh sáng có là vĩnh cửu hay không? Ánh sáng là vĩnh cửu, là bất tận. Nếu như không gặp bất kỳ tác động nào, hạt photon ánh sáng cực kỳ dễ tạo ra và cũng cực kỳ dễ bị hấp thụ. Lúc nhìn vào màn hình là đang bị hàng triệu hạt photon ánh sáng bắn phá vào nhãn cầu, nhưng bạn có thấy đau mắt không? Ánh sáng bay trong vũ trụ cũng vậy, nếu không vấp phải cục đá hay đập trúng hành tinh nào thì nó vẫn cứ vậy mà bay đi mãi. Những hạt photon đầu tiên từ thời khai sinh vũ trụ vẫn còn đó và sẽ còn đó cho đến nhiều tỷ tỷ năm sau. Nhưng vì vũ trụ giãn nở nên mật độ ánh sáng, năng lượng bây giờ sẽ không còn dày đặc như xưa, cộng thêm nhiều vật thể khác che chắn nên bầu trời đêm cũng không sáng rực như ban ngày. Trong một tương lai thật xa, biết đâu loài người sẽ phát hiện được thời điểm mà hạt photon tan biến. Và xin hẹn gặp bạn ở một video khác, nơi hạt photon nhảy múa lượng tử và sự thật đằng sau cuộc sống vĩnh hằng.